kể như 2 năm rồi, thế là có cái gọi là đi làm thử thôi, vào năm 2018 chú đã làm rồi. Dạ. Thế chẳng qua năm ngoái là chú triển khai đồng bộ hết, từ cây non đến cây già chú làm suốt tuần tuột từ năm ngoái đến nay. Ngoái che mưa nó hơi căng. Nó căng dạ. Năm che mưa mình hay là che mưa là ổn định, năm nay cái che gì mưa nó cũng trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Nhưng mà năm tới thì mấy hai nữa, năm nay nó nếu mà năm tới đây là cái túi khí này nữa là chúng là giảm được một nửa cái thời gian công giờ lắp chót này. Dạ. Rồi được giảm được khí này. Dạ. Giảm được cái bơm khí này. Dạ. Đó, nó lợi nhiều quá. Cái túi BV tháng năm là chú bye bye rồi đó, phải không? Chú túi BVC chứ gọi là BVC. Ừ. BVC phải. BVC có cái là khí nó vẫn thoát ra khỏi cái màng đó nên nó không giữ được khí được. Nó không có bị năm ngoái là mình mới bị lở thì mình làm một chỗ dạ. Không bị là sao nói giờ cái cách che mưa của mình nên này là đều cái che mưa hôm nay cái che mưa này làm cũng tiện lắm chứ đây này nó đùn ra nó cũng đùn ra hết chưa nói chung là lành nhé, không bị lở gì hết dạ. Tôi nói đẹp cây này đâu có cây nào đất hay gì gặp thông đúng không chứ bình thường hết. Ủa cái vườn này chú hay hết toàn chú nhúng hả chú? Chú hay 500 rồi. Chú thấy hiệu quả sao? Cái này biết sao, cái này nó lợi đi là nó lên chú. À. Rồi nói chung là cây nó lên thấy nó rất là tốt. À. Cái thực ra cái túi túi như thế, cái bê cái nó ngoài nó lợi. Này, có nghĩa là cái tốc độ khí nó vô nó cái này ổn định này, rất là ổn này. Cái túi này khí nó vô từ từ, cái này giống như là khu cạo. Dạ. Cái này giống như là khoan đấy, nhìn nó có gì đâu đó. Nấy cái cổ nó bắt đầu nó đùn đùn này, cái này cái ngoái này, cái này ngoái này. Dạ. Chùi thú quá ngoái nó hơi xấu giờ do mình làm dọc dọc đây đi hết cái bằng này hết đi hết nào rồi qua năm sau lên có thể năm nay là cái gì rồi. Một năm một dòng cây thôi. 9 tháng chú làm không nghỉ một ngày nào hết. Tính ra lá gì cũng còn nhiều so với mấy vườn cây truyền thống mà. Mấy vườn cây kia nó rụng hết sạch. Cái này thì cũng bây giờ nó không còn mới rồi, bây giờ nó cũng được bây giờ cái này cũng được trong cơ thể cũng được tất cả cảm được chứ đây nên khai thác được à cái này thì giờ nó khô quá rồi núi rồi nó khô rồi thế dạ. Cái này mà không đi thêm phân rạng rồi trời cố dọn dẹp đây rồi thì ăn hết rồi này mình mới khoan chiều nay luôn hay chưa khoan nãy cũng khoan vừa khỏi dạ muốn chạy đâu ha. Như này cũng là tốc độ mổ cải nó cũng nhanh hơn chứ. Dạ, tuyệt tác là ngoài. Dạ. Túi nhúng này là thế nào rồi, còn túi nào đạt. Khác không biết nha. Có túi đạt như túi nhúng. À. Thời gian đâu kỹ nó có lâu hơn đâu. Nhanh hơn túi nhúng. Dạ. Trên xe anh có mẫu này không? À, thế bây giờ là muốn nó qua đây. Là lát nữa. Là... Thôi, xe không có mẫu. Có mẫu. À, thế bây giờ mẫu. Trên xe chứ không có mẫu chứ. Tính ra cái túi nhúng này một lần bơm mấy lần chưa lấy mũ? Chú năm sáu lần. Năm sáu lần lấy mũ được chưa? Sáu lần mũ nó đều không chú? Nó cái mấy mũi đầu thì nó mũi đầu thì nó hơi ít. Dạ. Mũi thứ hai, mũi thứ hai thứ ba thì nó đều đều. Dạ, đều đều. Nói chung là cái mũi thứ sáu nó vẫn hơn cả truyền thống. Mũi sáu nó vẫn mới bơm chứ. Chính là cái sản lượng một lần hai lần so với thằng túi VV thì nó ví dụ là nó không hơn nhiều. À, nó không bằng cái lần đầu của lần đầu lần hai của thằng. Nhưng mà tính ra quy khô nó cao hơn đúng không? Nó đẹp hơn mà nó mà hàm lượng nó đều hơn. Dạ. Nó giữ được độ mũi cho cây. Như cái này nó ra thì nó lúc nào cũng ra với 500 cây của chú thường thường là 100-101 thì lúc nào hàm lượng nó cũng 35-36 vị thế. Dạ. Thế như thằng kia nó đầu tiên cái mũi một của nó vượt lên cao nhưng mà hàm lượng nó có 30-31 thôi. Dạ.
này giữ độ đều. Đều giữ độ đều. Chú nghĩ nếu mà cái này là chú giảm được một nửa thời gian rồi rất tốt. Dạ. Đúng. Nếu mà giữ một nửa thời gian như vườn chú nói thắng là ăn một đợt phân nữa. Dạ. Một đợt phân là quan trọng lắm đấy chứ. Dạ. Mấy chục triệu. Cái này tính ra là nó cái vùng áp khí á, nó không có đẩy khí vô cây nên cái vùng cái mặt áp khí nó tốt giống như không. Dạ, nó đẹp. Giống như không đẹp hơn. Giá đi một năm còn mấy lỗ đâu mà. Dạ. Đẹp hơn nhiều. Giá này ba ăn lỗ gì? 4 lỗ. Không mấy lỗ đâu. 5 6 6 lỗ. Có lỗ vì cái đầu năm là mình vẫn cái PV kia. Dạ. Cái này là chút chế nắp chắp một đầu mà gắn cho tôi nhúng một đầu. Mình tính này, bởi vì cái này nếu mà tính ra cái giá nó được một nửa. Tiết kiệm. Ủa vậy mấy cái túi PVC chú làm gì? PVC thì phải bỏ đi chứ làm gì. Để coi Thắng có đài gì đi cho chú. Chú ở nhà còn mấy bao còn nhiều lắm. Chú vẫn còn để đúng không? Ủa chú vẫn để nhiều đó. Có đài, nhiều đài mà. Không có sao có đài. Mình biết đâu mà trả lời. Cái này tính ra là các hàng ví dụ như là vườn chú là lần lấy mũ đầu tiên là bao nhiêu ký bao nhiêu độ, mũ thứ hai là bao nhiêu, mũ thứ ba là bao nhiêu, mũ thứ tư mũ năm là bao nhiêu, vườn này cái loại giống này nó chỉ được 35 36 thôi. 35 36. Dạ. Và lần đầu tiên mình được bao nhiêu mũ chứ để coi nó đều. Nếu như của chú bây giờ 500 cây nó cũng chỉ đạt được 100 101 ký. Là lần đầu, lần hai được độ bao nhiêu chú? Độ thì khoảng 35 36. Còn lần thứ hai, lần này thứ hai cũng vẫn bằng như vậy luôn. Vẫn thế, nó không có xuống. Sản lượng có tăng không chú? Lần thứ hai thứ ba là hơi tăng. Dạ. Lần thứ ba thứ năm thì tăng lại bình thường lại. Dạ, tăng hơn bao nhiêu? Lần thứ hai được bao nhiêu ký chú? Theo chú thì nó cũng không tăng nhiều đâu. Cái thằng túi này gần giống đều. Gần đều đều đâu chú? Giữ sức cây. Tầm này lá hết này là nó chỉ còn 50-60 kg thôi. Yeah. Yeah. Không còn nhiều đâu. Bây giờ là lá nó rụng rồi, rụng tới giờ còn có 1/3 lá chứ mấy chứ. Nhưng mà nó cũng ít hơn cả vườn thống. Dạ. Về thời gian ăn thẳng, về thời gian. Cái nguyên tắc của cái khí là về sau á, cháu thấy là không đẩy vô cây là nó ok nhất. Nên một số vườn cây non á, những cái người có kinh nghiệm hoặc là cháu hay nói đại lý á, là bơm cho nó dùng hơi á, mấy hơi bơm cho nó căng lên. Rồi sau đó mình xả ra thì nó giống như là nó giãn ra. Thì nó không đẩy vô cây thì họ làm rất là đẹp. Đó, nên còn cái này thì nó không đẩy vô cây nên mình làm bản thân nó đã đạt rồi. Nó bình thường là chúng nghĩ là đỡ thời gian mất lợi là nhiều lắm. Ví dụ như là cây nó không ép thì cây đã không hại này. Dạ. Cái thứ hai là ví dụ như là cái lượng thì nó không nhiều lên cao rồi. Nhưng mà nó cứ đều đều vậy thì chú nghĩ là nó cũng đạt được rồi. Dạ. Yeah. Đừng ham vì cái túi chiến đẩy cái lên coi gấp đôi là lần túi mũi thứ ba của cái là nó xuống tụt xuống. Rồi tính ra quy khô thì cái hàng này cao hơn. Vẫn cao hơn, đúng rồi. Cao hơn. Quy khô là mà cao hơn. Mà cái thời gian này chú cháu cái kia chỉ được 3 mũi thôi. Dạ. Thì cái này nó bây giờ anh quất 5-6 mũi anh mới thử bơm. Dạ. Thì nó đã lợi hơn hẳn cả cái thời gian nữa chứ phí nhiều chứ. Thì nếu năm sau chú chuyển đổi, cháu hỗ trợ giá tốt chú chuyển đổi. Ở chú dạ. Tháng năm là chú quấy hết 100% á. Dạ. Khách mình chuyển đổi thì cháu hỗ trợ giá tốt. Của chú mười mấy hecta mà đánh hết là cũng nhiều vốn. Năm nay thì mọi nói thắng hôm xưa nói là chắc không dám làm vì dạ. Cuối năm rồi. Thì bây giờ chú thấy là nếu mà trong cái này thì sản lượng như cái chú đây thì nó cái người quân là chắc cũng đảm được. Tôi không biết được có được 3 tấn không? 3 tấn quy khô hả chú? Dạ, 3 tấn quy khô. 3 tấn quy khô thì chúng tính trung năm bình. Năm ngoái thì được 3 tấn. Thì chúng ngoái tầm 3 tấn, 7 3 tấn. Năm độ 39 tấn. 9 tấn. 3 tấn quy khô thì là chú được tầm khoảng 10 tấn muối nước. 10 tấn muối nước tính ra chia 10 tháng. Tính ra nói trung bình sản lượng chú heo đa ba là một tính theo 10 tháng là một lần 100 kg. 100 kg muối nước thì nó hàm lượng đến là độ 33. Ở đây có mấy vườn như anh em thì nó có đảm cái vườn của chú chắc không bằng vì công làm nó không người ta làm mà êm thì thường là nó đạt hơn. Dạ. Yeah. Thì nếu mà chủ làm thì tất nhiên nó đạt hơn rồi, công làm thì nó bị thất thoát tầm khoảng 20%. Chú thì công thôi. Chú đâu có làm được. Vườn của chú mà công làm về là cũng hiệu quả rồi. Nhưng mà nếu mà năm chứ không sợ không được. Mình nó lúc đến năm ngoái thì nó được nó khoảng 2 tấn 7 cây khô 2 tấn 7 cây mình cây non
đến 2 tháng 7 cũng nó còn cây dài được. Vườn chú cây dài nhiều. À bên kia có cây già chứ. Ừ, nó cộng chung bình quân. Cái nước là vườn cây già được nhiều à. Ở cái nhà được cao. À. Vườn non nó cộng vào nó cũng kéo. Cái đó là tính trung bình ra cả vườn non nó cũng già. Nói chung là nếu mà 3 tấn năm thì nó cũng thuộc dạng là VIP của bên khối năm trường rồi. Có thể là trường nhưng mà 3 tấn năm thì nó đạt 3 tấn hơn á. Nhưng mà vườn chú chắc không được vì nó, chú nói là cái công làm thì nó thất thoát bao giờ nó cũng dạ. Tỷ lệ nó cao hơn là năm nay hơn. Năm nay chú quản lý công dễ không chú? Năm nay công thì ngon chứ rồi. Đầu mùa giờ có bị dướng vào vấn đề công từ đầu vụ giờ chứ? Công chú năm nay là nó làm công từ đầu đến cuối rồi nó coi tôi nói là vì người ta làm năm ngoái những năm mình tôi đi cạo á, đi cạo xong rồi đến năm nay người ta đi làm cho mình cái này xong người ta đi phụ mấy người làm đêm mình bắt đầu ta sợ lại, sợ đêm. À, cả ngày làm đêm chứ. Nhưng mà năm ngoái kiểu năm đầu mới còn bỡ ngỡ. Mới cái bản thân mình cũng lúng túng. À, năm ngoái chú cho là bên chú thì nó vướng mắc nhất là cái đề tài che mưa. Nó ngoài lúng túng xem mưa quá mà chú cứ tập trung vào xem mưa không để ý đến cái công người làm bao nhiêu thành ra nó cũng thất bại một phần. Nhưng mà chú nghĩ là cái món này món là phải chú là phải tăng phân mạnh. Phân mạnh được nào là một điều bởi vì từng anh khai thác nó rất là nhiều mụn so với cạo truyền thống cạo hơn đường nó nhiều hơn nhiều cho nên là anh tăng phân lên được nào. Năm nay là chú mình giải tới 4 lần phân, bốn lần luôn, kể cả phân bò rồi kể cả phân vi sinh rồi kể cả phân hóa học. Năm tới chú tính tập trung đa số đi vi sinh nhiều chứ không có. Chú nói nếu mà cháu chỉ cần khoảng 2 tháng khoảng cách mà nó ít phân nên là mình mủng xuống này. Dạ. Còn qua năm rồi mình đầu tư vi sinh cho mạnh lên rồi nếu mình không thiếu hàm lượng mình cho tăng kali chút. Còn cái đầu vi sinh nó vừa là kháng bệnh đấy các bạn, nó đỡ hơn nhiều. Còn đầu tư vô cứ một hết một lần tấn. Năm trong 3 lần khi vừa chín rồi phân mạnh thì cái năm đầu tiên mình bỏ nhiều qua năm thứ hai. Bởi vì thực ra thế này thì nếu anh bỏ phân nhiều mà nó cho anh sản lượng gấp 1,5 hoặc gấp 2 lần thì nó vẫn thế thôi. Anh cho gấp đôi phân đi thì nó sản 3 lần tính trung bình ra nếu mà chú bỏ phân vô tính trung bình áp khí là nó gấp 3 lần. Càng cho nhiều phân chừng nào càng nhiều người. Có nghĩa mình bỏ 1 đồng phân thì tính ra nó thu lại được 3 đồng. Ừ, đúng rồi. Chứ còn ai không bỏ được chết. Dạ. Một năm nó ra 1 hết bỏ 3 tấn đi thì 1 tấn đến 2 triệu, nó 1 năm nó chỉ hơn 6 triệu tiền phân cho 1 hết. 1 triệu nào phải hơn chứ cháu? Hơn 6 triệu tiền phân 1 hết. Chú tính như 1 năm như của chú đây, chú đầu tư phải tới 10 triệu. Một triệu là chú đang đầu tư chứ không có học về phân vi sinh. Để đâu học có 3 loại. Dạ. Thì con chú đầu tư 3 loại nó nhiều. Con tính là con đầu tư riêng được cái phân vi sinh không? Một năm là con năm vừa rồi con thí điểm tháng vi sinh là nó hiệu quả, năm sau là con cứ vi sinh con được từ đầu tới cuối luôn. Không đủ thế, khả năng đủ thế cho theo như cái phương án vi sinh. Năm con bỏ 3 lần. Vì cái thằng này nó khai thác mủ ra nhiều lắm. Mà anh giảm phân đấy là mủ nó giảm ngay. Rõ ràng mình rõ ràng mình lấy mủ chừng nào thì mình tăng tỷ lệ phân theo từng ấy thì nó mới hiệu quả. Cho nó ăn tốt thì nó mới khỏe. Chắc chắn như thế chứ còn anh muốn giống gì thì giống, tất nhiên cái có thì giống là một yếu tố cũng quan trọng. Yeah. Nhưng mà anh thử cho ăn ít thì anh mà nói mà không cho ăn mà có nhiều mủ là thông tin đó. Yeah. Chắc không muốn nó trồng trên cái mỏ phân hay mỏ kali gì đó. Ở dưới có xác khủng long đó chú. Còn chú giống mình nhưng mà không lấy thì cũng không ăn đâu. Cả 2 năm rồi làm thế là có cái dạ. Qua năm 3 thì là đi làm thử nó vào năm 2018 chú đã làm rồi. Dạ. Thế còn chẳng qua năm ngoái là chú triển khai đồng bộ hết từ cây non đến cây già. Chú làm suốt tuần tuột từ năm ngoái đến nay. Ngoái che mưa nó hơi căng. Nó căng dạ. Năm che mưa mình hay là che mưa là ổn định năm nay cái che mưa nó ổn định. Trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Nhưng mà năm tới thì mấy hai nữa năm nay nó nếu mà năm tới đây là cái đối khí này nữa là chú nghĩ là giảm được một nửa cái thời gian dạ. Công giờ lắp chóp này. Dạ. Rồi được giảm được khí này, yeah. Giảm được cái bơm khí này, yeah. Đó, nó lợi nhiều lắm. Chứ chú BV tháng năm là chú bye bye rồi đó. Chú ta tôi BVC chứ, gọi là BVC. Ừ. BVC phải không? BVC có BVC. Cái là khí nó vẫn thoát ra khỏi cái màng đó, nên nó không giữ được khí được lâu. Cái túi cổ đó chú cứ để đi, có... Không, chú sẽ đóng gói 100 cái chú để bao ở nhà. Yeah. Ở nhà của chú còn hôm lấy của chú anh khí lại là chắc cũng còn... Bây giờ nếu mà cũng còn từ 6-7 ngàn. Nhưng mà cái túi đó nó vẫn có cái đối tượng cây phù hợp
dùng tưới đất. À thế à? Dạ, chính xác. Nên đôi khi thì vẫn đi được. Nhưng dạ. Có rau được đâu thì rau. Dạ. Ừ. Vẫn có cái đối tượng cây nó cái này của chú không phải chú để lại hết. Cái này vẫn đang sử dụng tốt chứ đâu dạ. Có hỏng gì đâu. Cái túi đó dành cho cái cây, cái cách để mũ nào mà phải đẩy khí vô trong cây. À, thì mình mới dùng cái túi đó. Cái hát cây chuẩn bị hạ đấy, anh Lý á. Đúng không? Cái đó nó đẩy cái lực đẩy từ dưới lên cao dành cho những cây lấy mũ mà trên cao trên cao cái dài, ừ. Dài thì mình bắt buộc mình phải đẩy mũ thì mình dùng cái đó thì nó ok. Nhưng còn cái túi nhúng này mà chú để dây dài nó chậm tác động nên mọi túi nó đều có một cái đối tượng cây.